Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. VinFast VF E35 được đăng ký tại Úc có cả bản máy xăng với lưới tản nhiệt như Mercedes. Nhiều khả năng VF E35 sẽ là mẫu ô tô đầu tiên của VinFast được bán ra tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, châu Âu và có thể là cả nước Úc nữa. Không chỉ được bán tại mỗi Mỹ và Canada, VinFast VF E35, trước đây được gọi là VF32, còn có khả năng tiếp cận với thị trường Úc. Mẫu xe này đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Úc. Đáng chú ý, VF E35 được tách thành hai mẫu khác nhau trên trang của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Úc. Mẫu thứ nhất có thiết kế giống với bản giới thiệu cho thị trường Mỹ và Canada, tức là bản điện. Còn mẫu còn lại có lưới tản nhiệt phía trước, đồng nghĩa với đó là khả năng cao đây là phiên bản sử dụng động cơ chạy xăng. Xét về mặt thiết kế thì hai bản máy xăng và máy điện của VF E35 trông gần giống hệt nhau. Bản máy xăng có lưới tản nhiệt ở phía trước và nắp bình xăng ở phía sau, còn bản máy điện có nắp cổng sạc điện ở phía tay xe bên lái. Theo công bố của VinFast, VF E35 tiền thân là VF32 có tới hai tùy chọn động cơ điện. Loại cơ bản dùng motor đơn công suất 150 kW, mô men xoắn 320 Nm. Còn loại cao cấp hơn thì có hai motor công suất 300 kW, mô men xoắn 640 Nm. Chiếc xe được trang bị viên pin 90 kWh cho phép chạy được hơn 500 km sau một lần sạc. Còn phiên bản máy xăng 2 lít có công suất 189 mã lực, mô men xoắn 280 Nm. VinFast VF E35 thuộc phân khúc SUV crossover hạng D. Thiết kế bên ngoài do Pininfarina thực hiện. Chiếc xe sử dụng hệ thống đèn LED hoàn toàn. Thiết kế đèn của VF E35 gần giống với loại trên Lux A2.0 và Lux SA2.0. Đối với phiên bản máy xăng thì lưới tản nhiệt được tạo hình 3D khiến dễ liên tưởng đến loại trên các dòng AMG Line của Mercedes-Benz. Dòng xe này có thiết kế nội thất khá là hiện đại với màn hình 15,4 inch trung tâm, lược bỏ nút bấm, dùng nút bấm chuyển số, có đèn nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh. Công nghệ tự lái cũng là một trang bị nổi trội trên VF E35. Hiện tại thì VinFast đã có văn phòng và trung tâm thử nghiệm xe tại nước Úc từ cuối năm 2019. VinFast đã tuyển được nhiều kỹ sư có kinh nghiệm đến từ các hãng lớn khác nhau. Tuy nhiên thì hãng xe Việt ưu tiên việc bán xe tại nước Mỹ trước, sau đó thì mới mở rộng sang các thị trường khác, trong đó có nước Úc. Theo dự kiến, VinFast VF E35 và sắp tới có cả VF E36 sẽ được nhận đặt cọc tại Mỹ và Canada từ tháng 11/2021 và bàn giao từ tháng 6/2022. Mẫu xe này cũng được bán ra tại Việt Nam và có cả tùy chọn động cơ xăng và điện. Đức Khôi, theo pháp luật và bạn đọc, Auto Pro, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.